Đây là cây xăng Đài Loan nha mọi người. Ở đây có người họ đứng họ đổ xăng cho mình luôn nha. Có xăng 92, 95 và xăng 98. Có giá luôn mọi người. Xăng 98 là mắc nhất á, 32 đồng. Rồi có người cũng đổi cho mình luôn. Vừa đậu xe xuống là họ đến họ mở cửa, họ mở nắp xăng cho mình họ đổ luôn. Bây giờ là nhà của bạn đang ngừng ở đây là qua Đài Nam rồi mọi người. Đang trên đường đi đến Đài Đông. Ở đây là giống như miền Tây Việt Nam vậy đó, ruộng lúa, dừa. Họ trồng quá trời keng trái luôn. Đây là cái nhà vệ sinh nè, nhìn cũng sạch sẽ lắm nha. Đó, cây xăng đó mọi người. Đây là nguyên cái vườn cao luôn mọi người. Trồng cao quá trời luôn. Đó, mọi người thấy khung cảnh không, nhìn như miền Tây vậy đó. Đây là chỗ rửa xe tự động nè, giống như ở bên bên Mỹ mình vậy đó. Còn đường này như là kiểu đường Việt Nam nè. Có mấy cây giống như dây bình bát nha. Đây, lò nè. Có vườn cao luôn, vườn chuối luôn. Y như kiểu ở miền Tây Việt Nam luôn nha, không khác gì luôn á. Ngắm biển nè. Đồ ăn luôn, giống, ừ. Luôn đã, giống như Vũng Tàu vậy đó. Giống như biển Vũng Tàu ha. Ừ. Ừ. Còn khu dưới kia nó cho muốn là... Ở dưới bờ biển nhậu ăn uống rồi. Mình coi thôi mấy cái này mình xuống mệt lắm. Biển rất đẹp. Giống như mình nấu đồ ăn xong mình giống như bàn ra mình đem ngồi mình ăn đó bạn. Cái chỗ này nó cũng sạch lắm. Con đừng leo lên té nha. Con leo lên té nha con. Thôi không có leo. Đây là phía nam cuối cùng của Đài Loan đó mọi người. Đây là biển nè. Mênh mông luôn. Và cái khu vực này nó trồng rất là nhiều xoài. Nãy trên đường xuống rất là nhiều xoài mọi người. Và người ta gọi chỗ này là gọi là xóm trồng xoài á, cái làng trồng xoài luôn, rất là nhiều trái xoài nha. Và đây là một trong những cái nơi mà bằng thấy nó nhiều nhất ở Đài Loan á. Và chị của bằng cho biết là ở Đài Loan nó có khoảng hơn 6.000 cái tiệm giống vậy, là 7-Eleven mọi người. Không biết tại sao người Đài Loan họ thích cái 7-Eleven đúng nha. Thần đất đó con khủng long đó. Ủa làm thú đẻ ba, thú đẻ bự dữ ba, con thú đẻ bự đó, con này thằng tài mà thằng tài bự dữ vậy hả? Thằng tài nó xài xuống à, bự ghê nó cơ ma xài nó cơ chén à nó cơ sập con thằng tài. Trong trống đẹp không con? Cái này bị dính rồi. Có dừng xe không? Ơn có dừng xe nha con. Chị của bằng đang làm thủ tục để nhận phòng đây nè mọi người. Nãy bằng quên hỏi giá một đêm ở đây bao nhiêu. Rất là đẹp luôn á. Ở đây có một cái bản đồ của cái thành phố biển Kendin. Đây là cái thành phố biển nè. Và xuống tới dưới này là cái cực nam của cái Đài Loan. Nhưng mà nhà của bạn đang ở chỗ này Kendin. Kendin. Đi xuống nữa là tới cực nam. Và chuyến đi này là nhà của bạn chỉ đi tới đây thôi, không có đi xuống tới cực nam. Bởi vì ngày mai sẽ vòng về Cao Hùng rồi sẽ lên Đài Bắc. Có tới 5 ngày luôn. Chị hai nói lấy cái phiếu xuống đây đổi nước uống giống như quầy bar vậy đó. Em, cái phiếu này nè, chị hai nói xuống đổi nước uống như quầy bar. Nó cho mình mỗi phòng 2 suất nước uống. Mình xuống đổi nước đúng ở quầy bar. Con chú mình muốn đi họ chợ rồi đó, nó có xe đâu. Hay là mình đi hồ sơ. Cái
đi chạy đêm. Ừ, chút mình ra đó có xe nó chở mình đi, sao cũng mang đi hết. Chuyến cuối cùng nó là chuyến 10 giờ. Mình tự đi đó mà đi trễ không? Mình tự đi bộ về. Ở đây là có cái chợ đêm rất là nổi tiếng nha, ở thành phố biển Kending. Nên là bây giờ mình lên phòng xong rồi mình sẽ đi ra ngoài chợ đêm. Bây giờ là nhà của Bằng sẽ đi ra ngoài chợ đêm ở Kending nha mọi người. Đây, từ đây đi bộ rồi đó chắc cỡ 15 phút á, nhưng mà nhà Bằng sẽ đi xe. Xe của khách sạn mọi người sẽ đưa nhà của Bằng đi ra ngoài chợ đêm. Đi bằng xe này ra nè. Cắm được không? Xe ở đâu đây? Đi không? Giờ cái lưu đồng cho anh không? Okay. Ba lên đi ba. Ấm em. Lên. Đây. Rồi, okay. Go. Đây là xe chính luôn hả ta? Ờ, của ai vậy? Của con hả? Của anh Ngân hả? Ê, cái chạy xuống rồi mẹ. Anh quẩy cái xe lên, chút anh bỏ vô cái xe để mà quên nha. Cảm ơn. Đi đây. Trời thở dữ vậy? Bực mình để không. Ông nậu không chịu, ông nậu là không chịu rồi. Ăn qua đây ngồi với ba. Xe của khách sạn nó chỉ đường ra tới đường thôi. Rồi mình mới đi bộ từ khách sạn tới đó chắc cỡ mấy phút nữa. Cũng gần hả ba? Thấy không? Ba thấy không? Nó chỗ đèn sáng sáng ba. 200 mét. Đó là mười mấy năm trước là coi phim Đời Sống Chợ Đêm ở Đài Loan. Đây là lần đầu tiên đến Đài Loan đi chợ đêm. Chị của bạn nói là có mấy cái món ăn hơi bị có mùi nha. Ăn xong là về tối cái bộ đồ là nghe mùi không luôn á. Trên chỗ vẫn ăn rice hả? Hai vợ chồng em qua đây sống ngày chồng son, có người coi hai đứa nhỏ sướng hết rồi đó. Này gì đây? Có lẩu vịt hả? Dạ, đây là một cái xe giống như bán xe truck ở bên mình nha mọi người. À, bán đùi, bán vịt nha. Mê. Yeah. Ồ, thơm chứ đâu có thúi. Thơm mà. Thơm mà. Cái này là phá lấu vịt nha mọi người. Cái này là món phá lấu vịt. Muốn thử không? Hả? Muốn thử. Cái mè này đi, cắt cái mè này xong rồi. Mè này phải cắt ra chứ ăn. Cắt cho anh, họ làm đấy cho anh bỏ vô rổ xong người ta làm. À, mình lấy rổ mình tự bỏ luôn hả? Cái nào thử? Lấy cái mè đi hai. Lấy lòng cho ba luôn. Ban lòng ba? Lòng cho ba. Thế nó kêu, nó kêu sập. Không. Nó chân à? Lấy ừ, nó kêu chân à? Này có giá hả? Lấy này ghi bằng tiếng Đài bằng cũng không hiểu nữa nhưng mà nó giá nè. Lấy lưỡi vịt đâu? Lấy lưỡi vịt nè. Ủa còn cái này là gì con vịt? Cái da sò sò. Cái đó là lưỡi vịt đó hả? Cái này là lưỡi vịt. Cái này là gì? 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 Ruột vịt. Lấy ruột vịt đi hai. Rồi mình ăn gì nó hơi đầu ăn cổ vịt đó không? Thôi khỏi đi. Cái đó thôi. Dạ. Ăn thử cho biết mùi vị. Mình vô trong mình còn ăn nữa. Nhiều mà. Món à. No. Cái này là mề vịt, ruột vịt, cổ vịt, cánh vịt, lòng vịt, đầu vịt, lưỡi vịt. Còn này là gì? Phao câu vịt. Đúng rồi đấy không? Phao câu. Phao câu vịt, cổ vịt. Mà sợ đâu nó cũng bỏ cái miếng ép. Cánh vịt. Cái đó cái món món đặc trưng à. Đây, quay cận cảnh cái món này cho mọi người coi. Mày ăn gì đói ăn gì. Riêng cái món huyết này là ở đâu cũng có mọi người, trong đây là nó có nếp với huyết á. Ở đâu cũng có cái món này hết. Mới vừa đáp máy bay xuống là chị em cho huyết cái món này trước. Ủa ta chiên luôn hả? Nó cho chơi vô quay em thôi. Wow. Đây là mình bỏ vô rổ xong người ta cắt ra người ta chiên lại nè mọi người. Có sẵn đồ để chiên luôn. Ủa, nghe giòn rụm luôn á. Chiên nghe giòn rụm luôn á. Yeah. Chiên nghe giòn rụm liền. Xong rồi rắc cái muối gì nữa. Họ
Dạ có hai loại, muối tiêu và muối ớt thôi. Nhìn cái chảy nước miếng này. Đây, xin xin chị ạ. Đây. Đó, cũng cầu, cầu. Cầu. Nhìn cái chảy nước miếng này. Chị mở đây 20 năm rồi nên là nói tiếng Đài và nói tiếng Việt vậy. Quên tiếng Việt luôn. Bây giờ phải quên tiếng Việt luôn rồi. Có câu dịch đó. Có câu. Nãy con. Chị Hai đi sao mới biết chị Hai? Đây là người em nè. Đó. Ly thử ly. Cho ly thử liền. Mở hàng. Ly thử liền. Cái gì chứ ly mà ba cái đồ lòng ly phái lắm. Không ngon. Ngon. Giòn ngon lắm. Có cái lòng nè, sâu sâu. Thuốc bắc nó cũng hầm thuốc bắc chứ mà. Thử liền, thử liền. Chảy nước miếng mà. Qua này cho sáng. Chảy nước miếng. Lấy được không? Cái này là ruột. Mè. Ruột con vịt. Ruột hả? À. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Được. Mình thử cái này. Ngon. Ăn lưỡi vịt đi. Ăn lưỡi hả? Lưỡi vịt đi. Lưỡi vịt đi. Lưỡi vịt. Ngon. Chiên lại ngon á. Giòn ngon. Hơi bị mặn. Hơi mặn. Hơi mặn. Ui dạ, ngon. Ngon, rất là giòn ngon quá. Rất giòn. À cái này nó hầm thuốc bắc chứ không phải là phở Lào. Nghe mùi thuốc bắc. Nó hầm thuốc bắc. Nhưng mà hơi bị mặn. Hơi mặn. Tại hồi nãy không nói được. Trong lúc nghiệm mình vô đó mình kêu bồ bỏ dừa đừng mặn. Mà ngon á. Rất ngon nha mọi người. Ngon ghê á. Giòn lụm luôn. Dảo á, nó thơm. Nào giờ mới ăn cái lưỡi vịt bự giá. Hi, happy new year. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Đó là bên hai nó đầu đó hả? Cái số 2. Có hai nhân khẩu hả? Con chúc mừng ở Đài Loan là bán bắp cân ký mọi người, là cân ký luôn. Ní hào nướng thang nướng bằng máy có cả hả? Không đây là bên trong chợ đêm của Kandin nha mọi người, rất là đông vui nha. Ba coi ba muốn ăn cái gì ba mua ba. Ôi, ba muốn ăn gì ba coi ba mua chứ ba đi. Ăn heo rừng không kìa. Heo rừng. Heo rừng kìa ba. Mua cho tụi nó ăn luôn đi. Muốn ăn bằng bái mẹ. Còn không muốn đi nữa lấy ghế ngồi được. Cái này là tập heo rừng nha mọi người. Rất là thơm luôn á. Không có nghe mùi hôi của heo luôn, rất là thơm. Cái này là lạp xưởng á hay. Đây là ba rọi với lạp xưởng thôi, có hai loại nè, ba rọi heo rừng. Heo rừng của Đài Loan có ba rọi với lạp xưởng thôi. Ở đây họ cắt ra xong họ bỏ vô cái phần cho mình nè. Đây qua coi làm. Còn nhìn cái bộ hấp dẫn quá ha. Có tỏi, có hành tây, hành lá, chanh với muối gì đó. Cái muối tiêu quá. Trộn chung á hai. Rau chứ hả? Người ta cái rồi. Rau chứ hả? Có lập nữa đi. Vậy hả? Sợ ăn ngán. Ngán không?
Vậy thôi, vậy thôi. Bao nhiêu phần này? Bao nhiêu phần? Trăm ngàn. Bán 140 hả? Trăm hả? Trăm ngàn một phần nha mọi người. Trăm ngàn thì về khoảng có 5 đô la. Ốp sẵn rồi. Thịt trong đá ốp sẵn rồi. Thịt heo rừng. Ta bỏ lên cái này là bằng đá nha. Cái mặt miếng đá luôn. Wow. Là miếng đá chứ không phải là cái miếng bằng sắt đâu. Nhưng mà miếng đá luôn. Ok. Cho ba mẹ thử đi. Mấy phần? 2 phần. Ba thử ba. Nè ba. Ba nè. Còn phần nữa hai. Chân chu nó dẫn ra đi đâu rồi. Để đi kiếm một đồ ăn à. Ra sao phải phân biệt heo rừng heo kia trời. Cái này người có núi đó bác. Thế hả? Ồ, chị của bạn nói cái người là người ở dân tộc đó mọi người, người ở trên núi á, họ họ xuống họ bán. Đó là họ họ nói đây là heo rừng, họ bán heo rừng luôn mọi người. Dân tộc nó bán. Thử coi. Ốp ngon quá. Ngon hả? Ốp ngon. Quay 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 lại. Đây, đây mọi người, đây mọi người. Đây. Giờ thử nha. Thử nha, thử nha. Con đi mua bánh cho ai ăn đi con. Nó cũng con khác thì heo mình đó ta. Nhưng mà nó thịt. Ừ, nó thịt nhiều hơn. Mềm á, nó mềm. Dạ. Miếng tỏi không? Tỏi sống. Sống với hành tây. À, con mới chơi đất không hả? Con nhớ luôn hả? Cái này là nguyên miếng mỡ luôn. Con thịt đó. Ngon á. Ăn đi con thịt đúng không? Ừ. Ngon. Ngon rồi con. Ừ, cái da nó khác hả? Da nó giòn. Cái da nó dẻ. Mềm, thịt nó mềm. Ừ. Đây là cái cửa hàng bán mực mọi người. Mực lăn bột. Mực lăn bột xong rồi đó lăn bột đó xong rồi hay nó đến nướng. Không cái mướn nướng khác hay ơi. Ờ nướng là khác, lăn bột khác. Không này bình thường hay ơi. Không có gì. Bình thường, bình thường. Ăn món nào mà đặc sản của Đài Loan thôi. Trời ơi lo gì cho nó. Ờ để chờ nó rồi. Ô nhà thờ đó. Còn nhà thờ giữa chợ đêm luôn. Cái ăn ăn này ta. Bánh Doraemon đó bạn. Bánh Doraemon hả? Thôi, ra đâu hả? Được. Quá trời đông. Hay coi thế nào bán tàu hủ thúi nướng gì đó hay. Ờ đang kiếm. Để kẹo hồ lô nữa này hay. Phải không? Cái này nó làm nhiều loại trái cây làm giống vậy nhưng mà không có. Ờ. Khúc chiên à. Khúc ốp la. Khúc ốp la. Khúc ốp la. Khúc ốp la không. Thằng đó, thằng đó cũng chịu cực ghê, làm kiến trúc ốp la, chịu cực ghê. Ô, bà có đặt nhiều lắm, rồi phải xong mở ra xong rồi. Coi trong kiến trúc rồi. Cái con này có gì đó? Bạch tuộc.
không có để lá mà ta luộc nó sầm mặt rồi. Ủa đây tao theo rộn kìa. Với mẹ ủa chân chị nào. Cái trò to tươi ăn. Ủa không cháy vậy? Có gì chứ. Cái gì chứ. Bên đây nó ăn nó chắc muối lên. Con bao cắn cá là xịt ra nước hả? Nóng không? Anh ăn đi. Nóng không? Ra nước thiệt mà. Cái nó ra nước thiệt mà. Nước thịt á, cái nó ra nước thiệt. Rút ống rồi rút cái cây của em nó ra. Nghĩ vô mặt em nữa à. Rút cái cây của em nó mới ra chứ. Thì anh kéo ra mà. Thì trời ơi, nóng lên hết chứ không. Đi ra. Nóng. Mà nóng quá. Nóng lắm. Ra nước thịt á. Bánh bao xịt ra nước thịt. Nóng lắm, để chút xíu ơi. Ra nước thịt á. Ra nước thịt á. Còn sao mà nó bỏ nước ở đâu hay lắm. Thịt. Không xịt ra nước không lấy gì. Nhưng nó xịt ra thăng bao rồi hả? Thái sư nó mà bút xào xịt. Bánh bao xịt ra nước. Đây là bánh bao nhỏ xíu nhưng mà xịt ra nước mọi người. Cắn cái xịt ra nước liền. Không xịt ra nước là không lấy. Bây giờ mới để người người. Em để nó người người chứ em mới dám thử. Hồi nãy em mới để vô cái muốn phỏng lưỡi luôn rồi. Ở trong nó nóng hổi nha. Ôi trời ơi. Đi chợ đêm nè. Ủa ông bà nội đâu rồi? Con hai với chết chưa? Cái đầu hơi thúi mà cái này mới thúi nè. Còn vừa thúi thiệt luôn á. Cái này cay không? Má la nè, cái la cay á. Cay cái là cái này. Không có nước. Cái này có ăn tại vì mình đang đi mình đâu có ăn được vậy. Đúng rồi, trong mùi lẩu là cái này nè. Con ăn lẩu là cái mùi này nè. Đầu thúi rồi, quá thúi luôn. Lưỡi lòng mày không? Thôi đừng lấy mày. Không mày ừ thôi đừng lấy mày. Mày cứng lắm, mày nó bị dai lắm. Đủ rồi. Cổ á. Hai lấy hai cái rồi. Ờ vậy ok rồi. Cho ha. Em muốn ăn cổ luôn nha, có mình Ly ăn này nha. Thôi vậy thôi được rồi, có ba với em. Ba cũng ăn được, hai cái con rồi. Ờ vậy thôi được rồi. Đủ rồi hai. Mình qua mua mấy trái bắp nữa. Bé ăn buồn ngủ rồi cô chú ơi. Bé ăn đi chơi mới có nửa hiệp là buồn ngủ rồi. Mới buồn ngủ lắc đầu rồi. Em cầm cái bức tranh của ông Ân không làm hết bức tranh tháng khóc nha. Cô hai cầm giùm con nha. Để móc á, cô hai cầm cho.